Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục môn thanh toán quốc tế với chương 2 là chương về tỷ giá hối đoái. Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu những khái niệm cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái, bao gồm các khái niệm, cách xác định tỷ giá theo cơ chế thị trường, các phương pháp ít giá, các trường hợp xác định tỷ giá chéo, tỷ giá mua và tỷ giá bán để giúp các bạn có thể dễ dàng vận dụng trong các chương sau. Mục tiêu của chương này là giúp chúng ta làm quen với cách niêm yết tỷ giá của ngân hàng để có thể dễ dàng lựa chọn tỷ giá thích hợp cho từng loại giao dịch. Biết cách tính tỷ giá chéo của hai đồng tiền dựa trên cơ sở tỷ giá của hai đồng tiền đó với một đồng tiền thứ ba. Đầu tiên là chúng ta đi vào phần khái niệm về tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là sự chuyển đổi từ một đồng tiền nước này sang một đồng tiền nước khác. Chẳng hạn, chúng ta chuyển đổi từ đồng tiền Việt Nam đồng sang đô la Mỹ hay từ euro sang yên Nhật. Sự chuyển đổi này xuất phát từ yêu cầu thanh toán giữa các cá nhân, các công ty, các tổ chức thuộc hai quốc gia khác nhau và dựa trên một tỷ lệ nhất định giữa hai đồng tiền. Tỷ lệ đó gọi là tỷ giá hối đoái, hay gọn hơn gọi là tỷ giá foreign exchange rate. Có nhiều cái định nghĩa dựa trên các phân tích trên để định nghĩa cho khái niệm về tỷ giá hối đoái. Chúng ta có thể chọn một trong bất kỳ các định nghĩa sau đây đều được hết. Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ chuyển đổi từ đồng tiền nước này sang đồng tiền nước khác, A bằng X lần B. Hoặc là chúng ta có thể đưa ra một cái khái niệm khác là gì? Tỷ giá hối đoái là quan hệ tỷ lệ so sánh giữa đồng tiền nước này với đồng tiền nước khác dựa trên cơ sở hàm lượng vàng hoặc sức mua của đồng tiền đấy. Thì cái định nghĩa này chúng ta sẽ được đi sâu hơn cái phần cơ sở hình thành của tỷ giá hối đoái mà cô phân tích ở phần sau. Hoặc là chúng ta có thể chọn một cái định nghĩa khác, một cái khái niệm khác. Một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng bao nhiêu đơn vị tiền tệ nước kia lại là tỷ giá hối đoái. Hoặc là chúng ta nhớ tới cái khái niệm giá cả của vốn ở môn lý thuyết tài chính tiền tệ, cô có nhắc qua rồi. Giá cả của vốn được gọi là lãi suất. Thì đối với ngoại tệ, giá cả của ngoại tệ người ta gọi là tỷ giá hối đoái. Chúng ta khi mà sau này chúng ta làm bài tập, ví dụ như trắc nghiệm, thì đối với những câu trắc nghiệm, các bạn có thể chọn bất kỳ một cái khái niệm nào cũng đúng hết trong những cái khái niệm nãy giờ cô đã liệt kê. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là phần cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái. Đối với cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái thì người ta chia thành hai cái thời kỳ. Đầu tiên là cái thời kỳ bảng vị vàng là từ tháng 12 năm 1971 trở về trước, và thời kỳ sau là thời kỳ bảng vị tiền giấy, là thời kỳ hiện tại chúng ta ngày hôm nay, là từ tháng 12 năm 1971 cho đến nay. Thì cô nhắc lại cái thời kỳ bảng vị vàng là cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà đồng tiền của mỗi nước đều được quy định hàm lượng vàng cho một đơn vị tiền tệ. Tức là đối với các ngân hàng trung ương, khi họ phát hành số lượng tiền đưa vào lưu thông bao nhiêu thì sẽ dựa căn cứ vào trữ lượng vàng của ngân hàng trung ương là bao nhiêu để phát hành, chứ chúng tức là vàng bao nhiêu thì sẽ phát hành số tiền tương ứng. Vì vậy, tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền của hai quốc gia được hình thành từ sự so sánh hàm lượng vàng giữa hai đồng tiền đấy. Sự so sánh này gọi là ngang giá vàng, hay còn gọi là đồng giá vàng. Ví dụ, hàm lượng vàng của một đô la Mỹ là 0,8 gam vàng. Hàm lượng vàng của một mark Đức, đồng mark của Đức nha. Bây giờ Đức đã bỏ cái đồng mark rồi và tham gia vào khối đồng tiền chung châu Âu là sử dụng đồng euro. Nhưng mà năm 1971, trước năm 1971 thì họ sử dụng đồng mark ha. Thì lúc này đối với một đồng đô la Mỹ bằng 0,8 gam vàng thì một đồng mark Đức tương ứng với 0,3 gam vàng. Như vậy ta có thể suy ra được ngang giá vàng của đô la Mỹ so với mark Đức sẽ là 0,8 chia cho 0,3 sẽ bằng 2,4 lần. Ha? Nghĩa là một hàm lượng vàng trong một đơn vị tiền tệ là đô la Mỹ,
gấp 2,4 lần hàm lượng vàng trong một đơn vị tiền tệ mark Đức. Như vậy, tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và mark Đức lấy ngang giá vàng làm cơ sở thì tỷ giá nó sẽ biến động xung quanh ngang giá vàng này là 2,4 lần này. Tỷ giá nó xoay quanh cái khung đấy. Cái thời kỳ tiếp theo là thời kỳ bản vị tiền giấy từ tháng 12 năm 1971 đến nay, là sau khi cái chế độ bản vị vàng tại hội nghị Bretton Woods sụp đổ, thì thời kỳ bản vị tiền giấy đã kéo sẽ dựa trên cái ngang giá sức mua. Có nhiều lý thuyết để mà hình thành nên cơ sở tỷ giá hối đoái, nhưng mà người ta thường sử dụng nhất là lý thuyết về ngang giá sức mua ha. Thì ngang giá sức mua thì nó sẽ có về ngang giá sức mua tuyệt đối và ngang giá sức mua tương đối. Ngang giá sức mua tương đối tức là nó sẽ có cái hai hình thành hai quan điểm khác nhau nhưng mà bộ cũng bổ sung cho nhau. Đầu tiên là chúng ta nhắc tới lý thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối. Lý thuyết ngang giá lý thuyết đồng giá sức mua tuyệt đối cho rằng tỷ giá chính là tỷ số giữa mức giá cả chung của hai nước. Điều này được diễn tả bởi công thức RAB nhỏ sẽ bằng B A nhỏ chia B B nhỏ. Trong đó RAB nhỏ là tỷ giá giữa đồng tiền A và đồng tiền B. BA nhỏ và BB nhỏ là mức giá chung của ở hai nước A và B. Chẳng hạn, mức giá cả chung ở Mỹ cao hơn ở Anh 2 lần thì tỷ giá giữa bảng Anh và đô la Mỹ sẽ bằng R bằng GBP là đồng bảng Anh chia cho USD là đồng đô la Mỹ là 2 chia 1 bằng 2, hay còn gọi là 2 đô la Mỹ sẽ bằng 1 bảng Anh. Các bạn lưu ý là lý thuyết này dựa trên cơ sở các giả định đơn giản là không có chi phí vận chuyển, không có thuế quan, có thuế hải quan và hàng hóa thì được tự do lưu thông từ nước này sang nước khác. Và điều này có thực tế không ạ? Chính vì cái giả định trên hầu như là không đúng trên thực tế, vì trên thực tế sẽ không có một cái giả định như thế. Thì chính vì vậy cho nên cái lý thuyết đồng giá sức mua tuyệt đối này không được thuyết phục cho lắm. Và đối với lý thuyết ngang giá sức mua tương đối là gì? Người ta cho rằng sự thay đổi tỷ giá trong một thời kỳ nào đó tỷ lệ với sự thay đổi mức giá cả chung của thời kỳ đó được biểu diễn bởi công thức sau. Hai các bạn nhìn công thức. Trong đó RAB1 và RAB0 lần lượt là tỷ giá ở thời kỳ đang xem xét và thời kỳ gốc. Nói một cách đơn giản, chẳng hạn mức giá cả chung không thay đổi ở nước B trong khi giá cả của nước A bắt đầu tăng lên 50%, thì theo thuyết đồng giá sức mua tương đối, tỷ giá giữa đồng tiền A và đồng tiền B sẽ tăng lên 50%, hay còn gọi là đồng tiền A sẽ sụt giá 50% so với đồng tiền B. Đây là cái lý thuyết về ngang giá sức mua thường được người ta giải thích cho cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái. Ngoài ra còn có một số cái lý thuyết khác, ví dụ như lý thuyết thương mại về sự quyết định tỷ giá, rồi lý thuyết tiền tệ về sự quyết định tỷ giá, rồi lý thuyết về sự quyết định tỷ giá tiếp cận ở phía danh mục đầu tư ha. Rất là nhiều lý thuyết khác nhau, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Tiếp theo là các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Thì có rất là nhiều nhân tố, nhưng mà một trong những nhân tố bắt buộc phải phân tích đó là quan hệ cung cầu ngoại tệ. Về tiếp theo là tình hình lưu thông tiền tệ trong nước và lạm phát, lãi suất của các bên và một số các yếu tố khác. Thì trong tất các bạn sẽ thấy là cái quan hệ cung cầu tiền tệ, các bạn học vĩ mô rồi, các bạn sẽ thấy là cái quan hệ cung cầu tiền tệ nó sẽ giải thích cho cái biến động của tỷ giá, và tất cả những cái yếu tố khác thường nó sẽ biến đổi và nó sẽ xoay quanh cái quan hệ cung cầu ngoại tệ này. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái quan hệ cung cầu về ngoại tệ.
Các nước có nền kinh tế thị trường thì hệ thống tỷ giá linh hoạt. Tỷ giá sẽ được quyết định bởi tác động của quan hệ cung cầu trên thị trường nhằm đáp ứng cho các nhu cầu ngoại tệ. Trong đó, cầu ngoại tệ sẽ là tổng lượng ngoại tệ cần mua trên thị trường từ các tổ chức cá nhân phục vụ cho thanh toán, nè, đầu tư, nè, chuyển vốn, nè, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, v.v. Và từ ngân hàng trung ương, tức là từ ngân hàng trung ương để bình ổn tỷ giá. Và cái mặt bên kia là cung ngoại tệ sẽ chính là tổng lượng ngoại tệ cần bán trên thị trường ngoại hối cho các tổ chức cá nhân phục vụ cho thanh toán, đầu cơ và phòng ngừa rủi ro tỷ giá, và cũng từ của cái cung ngoại tệ từ ngân hàng trung ương để bình ổn tỷ giá. Như vậy các bạn sẽ thấy là từ cầu hay cung thì đều có cái sự góp mặt của ngân hàng trung ương ha. Nói thêm về cái quan hệ cung cầu ngoại tệ thì sẽ thấy là đây xem là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Nếu cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ thì lúc này tỷ giá tăng hay giảm ạ? Cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ thì tỷ giá sẽ giảm. Ngược lại, nếu cung ngoại tệ nhỏ hơn cầu ngoại tệ, tức là cung không đủ cầu đấy, thì tỷ giá sẽ tăng. Nếu cung bằng cầu, tức là cung cầu có sự cân đối, thì tỷ giá nó sẽ không biến động, không thay đổi. Thì đó là phần quan hệ cung cầu. Tiếp theo là về tình hình lưu thông tiền tệ trong nước và lạm phát. Lưu thông tiền tệ trong nước được ổn định và quản lý tốt thì sức mua của đồng nội tệ sẽ được ổn định, lạm phát không có điều kiện để gọi là tăng. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến tỷ giá hối đoái, tức là tỷ giá hối đoái sẽ ít biến động. Nhưng nếu lưu thông tiền tệ diễn biến xấu, lạm phát gia tăng thì sức mua đồng tiền trong nước sẽ giảm, kéo theo sự gia tăng của tỷ giá hối đoái. Thứ tiếp theo là về lãi suất của hai đồng tiền. Lãi suất của hai đồng tiền trong một cái cặp tỷ giá đều nó có ảnh hưởng đến tỷ giá. Nếu ví dụ giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ ha, nếu lãi suất đồng nội tệ ở đây cụ thể là Việt Nam đồng tăng và lớn hơn lãi suất đồng ngoại tệ là đô la Mỹ thì tỷ giá có xu hướng tăng. Nếu lãi suất đồng ngoại tệ tăng và lớn hơn lãi suất đồng nội tệ thì tỷ giá có xu hướng giảm. Cụ thể là gì? Lãi suất trong nước tăng tương đối so với lãi suất ngoại tệ thì xu hướng nắm giữ đồng nội tệ sẽ tăng lên, tức là các nhà đầu tư sẽ tiến hành gì ạ? Giữa nắm giữ đồng nội tệ làm cho đồng nội tệ lên giá so với ngoại tệ. Hay là lãi suất trong nước giảm tương đối so với lãi suất ngoại tệ thì xu hướng làm sao là người ta lại bán ra cái đồng nội tệ và người ta có xu hướng đi mua đồng ngoại tệ, bởi vì lúc này đồng ngoại tệ có lãi suất cao, người ta muốn nắm giữ cái đồng tiền có ngoại suất cao, đúng không ạ? Thì đồng tiền trong nước sẽ giảm và so với ngoại tệ. Đó. Các bạn sẽ thấy là từ ảnh hưởng của lãi suất đến tỷ giá, cho nên ngân hàng trung ương có thể sẽ sử dụng công cụ lãi suất để tác động và điều chỉnh lên tỷ giá hối đoái theo hướng tích cực và có lợi cho nền kinh tế. Thì đây là một trong những cái công cụ để điều tiết thị trường. Ngoài ra còn có các yếu tố khác, ví dụ như yếu tố về tâm lý, về tình hình chính trị, về kỳ vọng và sự tấn công của các nhà đầu cơ. Giá vàng tăng lên, các bạn biết là thường là các bạn biết là một trong những cái quan tâm của các nhà đầu tư khi nắm giữ các loại đồng tiền là ngoài ngoại tệ ra còn có vàng, đúng không ạ? Rồi giá dầu trên thị trường quốc tế, tình hình thu hút kiều hối như thế nào. Các bạn biết là nếu như kiều hối chúng ta nhiều, tức là chúng ta nhận được kiều hối nhiều, thì rõ ràng là cái ngoại tệ của chúng ta song sinh thì tỷ giá nó sẽ không bị tăng quá mức, vân vân. Đấy, đó là một trong các bạn có thể phân tích thêm. Rồi chúng ta đi tiếp theo là cái quy ước về đơn vị tiền tệ. Thì thường các bạn sẽ thấy là hiện nay tất cả các đơn vị tiền tệ đều được quy ước là thành 3 ký tự. Ở đây cô liệt kê một số cái đồng tiền phổ biến. Đồng tiền này là đồng tiền đô la Mỹ nè.
đồng GBP bảng Anh nè, Việt Nam đồng nè, đồng Canada nè, đồng Hồng, đô la Hồng Kông nè, đô la Singapore nè, đô la Úc nè và Yên Nhật, thì các bạn sẽ nhận thấy là gì? Cái quy tắc mà người ta quy ước đơn vị tiền tệ thì hai ký tự đầu tiên là tên viết tắt của quốc gia, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây, Việt Nam đồng. Đây, Canada. Đây, Hồng Kông nè. Đây, Singapore nè. Đây, đô la Úc nè. Japan, Yên Nhật nè. Ha. Và ký tự đầu tiên mới là đơn vị, cái tên đồng tiền, đô la Mỹ nè. Ha. P là pound nè. Ha. D không phải là đô la mà là đồng nhá. D ở đây là đô la nè. Đô la nè. Đô la nè. Đô la nè. Yên Nhật nè. Ha. Rồi. Cô sẽ bật một cái chút xíu. Một cái bảng tỷ giá. Bạn sẽ coi. Bitcoin. Đây là một cái bảng niêm yết của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank được xem là ngân hàng gọi là có doanh số về thanh toán quốc tế cũng như doanh số về mua bán ngoại tệ hàng đầu tại Việt Nam. Và cái số lượng ngoại tệ mà cái ngân hàng này giao dịch với các đối tác về mặt chủng loại là lớn nhất hiện nay, tức là đa dạng nhất hiện nay. Một số ngân hàng người ta chỉ giao dịch một số cái đồng ngoại tệ chủ yếu, ví dụ như đô la Mỹ, euro, bảng Anh, đồng Úc, đồng Yên Nhật, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đồng tiền khác nhau. Ví dụ ở đây nè, cái này là người ta xếp theo alphabet ha. Ví dụ như đồng đô la Úc nè, viết tắt nè, AUD nè, Australian dollar dollar nè ha, Canadian dollar nè ha, Swiss francs, đồng CHF ha, đồng yuan là của nước nào ạ? Nhân dân tệ nhé. Rồi đồng kron của Đan Mạch, đồng euro nè, pound sterling đồng bảng Anh nè ha, đô la Hồng Kông nè, đồng ruby của Ấn Độ nè, đồng Yên Nhật nè, đồng won của Hàn Quốc nè, đồng dinar của Kuwait nè, đồng ringgit của Malaysia nè, đồng kroner của Na Uy nè, đồng rúp của Nga nè, đồng rand của Ả Rập Saudi nè, đồng krona của Thụy Điển nè, đồng đô la của Sing nè, đồng Thái Bạc nè, đô la Mỹ. À, các bạn thấy không ạ? Đây, một cái bảng rất là nhiều loại ngoại tệ và được xem là một cái ngân hàng mua bán ngoại tệ về mặt chủng loại ngoại tệ gọi là đa dạng nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Ví dụ ta search một cái ngân hàng khác, ví dụ như ngân hàng nhỏ nhỏ đây ha. Không, thôi ngân hàng lớn cũng được. Ngân hàng nằm trong top 4, ngân hàng có vốn nhà nước, ví dụ như ngân hàng Agribank tỷ giá ngoại tệ. Đây, Agribank. Ha, thì các bạn sẽ thấy là số lượng ngoại tệ của mua thu đổi của Agribank nó sẽ nhỏ hơn, ít hơn so với Vietcombank. Đây, ở đây chỉ có đô la Mỹ, euro, bảng Anh, đồng đô la Hồng Kông, đồng franc Thụy Sĩ, đồng Yên Nhật, đồng đô la Úc, đồng đô la Sing, đồng Thái Bạc, đồng Canada, đồng đô la New Zealand, đồng won của Hàn Quốc. Thấy không ạ? Đối với đồng New Zealand hay đồng won của Hàn Quốc, họ còn không có niêm yết là giá mua tiền mặt nữa cơ. Tức là cầm tiền mặt lên đổi còn không có giá nữa. Muốn bán hai đồng tiền này thì phải qua Vietcombank thôi. Ha. Đây là cũng là một ngân hàng rất là lớn, nhưng mà rõ ràng là về cái thu đổi ngoại tệ, doanh số thu đổi ngoại tệ cũng như là về chủng loại
các loại giao dịch đa dạng thì rõ ràng nó lại thua Vietcombank. Bây giờ chúng ta sẽ qua thử một cái ngân hàng, ví dụ như ngân hàng nhỏ nhỏ đi, không phải vốn nhà nước, ngân hàng tư cổ phần đi ha. Kỹ giá. Kỹ giá. A, B, B. Đây. Đây, các bạn thấy không ạ? Đây. Ha. Đồng đối với ngân hàng An Bình Bank, các bạn sẽ thấy là gì? Cái số lượng ngoại tệ thu đổi tiền mặt. Còn đối với đồng đô la Singapore rất phổ biến, nhưng mà họ lại không thu đổi tiền mặt nữa cơ. ZF, đồng Hồng Kông, New Zealand họ cũng không thu đổi tiền mặt nữa cơ. Và chỉ có những đồng tiền này là họ nhận thu đổi cả tiền mặt nè. Đó. Đó. Rồi. Chúng ta đi qua phần tiếp theo là các phương pháp công bố tỷ giá hối đoái. Thì cái cách, tức là cái cách chúng ta đọc tỷ giá hối đoái, tại sao phải coi thử là cái cách niêm yết tỷ giá hối đoái, chúng ta phải học, lý do là nó sẽ ảnh hưởng đến việc tính tỷ giá chéo sau này, ở cái phần sau ha. Rất là đơn giản, thì cái cách phương pháp công bố tỷ giá hối đoái nó có hai cách. Mỗi quốc gia sẽ lựa chọn một cái cách niêm yết nào mà nó phổ biến đối với quốc gia mình. Cái này thì theo thông lệ thôi. Có hai cách. Thứ nhất là phương pháp trực tiếp, hay còn gọi là yết giá trực tiếp, hay còn gọi là cách yết giá kiểu châu Âu ha. Cái yết giá trực tiếp hay còn gọi là yết giá ngoại tệ là phương pháp lấy ngoại tệ làm đơn vị để so sánh với lại cái tiền trong nước. Lấy ngoại tệ làm đơn vị và so sánh với tiền trong nước. Tức là một đồng ngoại tệ, người ta còn gọi là foreign currency, sẽ bằng x đồng bản tệ, tức là x cái local currency. Ha. Theo phương pháp này ta nhận thấy, đồng ngoại tệ là đồng tiền yết giá, còn gọi là đồng tiền cơ bản, hay còn gọi là đồng tiền hàng hóa, commodity currency ha. Còn đồng tiền bản tệ sẽ là đồng tiền định giá. Các bạn lưu ý nha, đồng, cứ nói một cách dễ hiểu là đồng đứng trước người ta gọi là đồng yết giá, và đồng đứng sau là đồng tiền định giá. Nếu các bạn thấy khó hiểu thì bạn cứ nhớ cho cô, đồng đứng trước là đồng tiền yết giá và đồng đứng sau là đồng tiền định giá. Đừng nhầm lẫn, bởi vì nếu các bạn nhầm lẫn thì các bạn qua phần sau các bạn sẽ bị tính toán sai. Như vậy, theo các bạn, quốc gia nào sẽ yết giá trực tiếp, tức là lấy đồng ngoại tệ làm đồng tiền yết giá? Chúng ta sẽ ví dụ. Đây. 1 đô la Mỹ sẽ bằng 22.300 Việt Nam đồng. Hoặc người ta sẽ ghi như thế này, USD Việt Nam đồng sẽ bằng 22.300. Như vậy đồng đô la Mỹ được xem là đồng tiền yết giá, đồng ngoại tệ là đồng tiền yết giá, và Việt Nam đồng người ta gọi là đồng tiền định giá ha. Đồng đứng trước là đồng yết giá và đồng đứng sau là đồng định giá. Thì đây là cách một số quốc gia người ta niêm yết giá. Thường là đối với cách này thì thường là người ta sẽ có một cái quy luật, nhưng mà không phải là 100%. Nhưng mà thường là những cái quốc gia nào mà có đồng tiền yếu so với đồng ngoại tệ thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp yết giá trực tiếp này. Bởi vì các bạn sẽ thấy là nếu chúng ta niêm yết ngược lại, một Việt Nam đồng bằng bao nhiêu đồng đô la Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy Việt Nam đồng bằng 1 phần 22
300, tức là 1 chia cho 22.300 đồng, thì nó ra sẽ rất là nhiều con số 0. Đúng không ạ? Là rất là khó để niêm yết cũng như là tính toán. Thì một cái quốc gia khác sử dụng cái loại cách yết giá trực tiếp này, ví dụ đồng này đồng gì các bạn? Đồng này đồng gì? Đô la Mỹ và CNY là đồng gì ạ? Đồng yuan. Đồng gì hay còn gọi là đồng yên? Đồng nhân dân tệ ha. 1 đô la Mỹ sẽ bằng 6,0312 nhân dân tệ ha. Rồi, ví dụ Singapore người ta sẽ niêm yết là gì? Được chưa ạ? Rồi đó là cách yết giá trực tiếp. Thường là người ta sẽ yết giá cái đồng tiền mà mạnh đứng trước và đồng tiền yếu đứng đằng sau ha. Rồi cách tiếp theo là yết giá gián tiếp. Yết giá gián tiếp hay còn gọi là yết giá bảng tệ, tức là phương pháp lấy đồng bảng tệ làm đơn vị để so sánh với đồng tiền khác, tức là một đồng nội tệ, một đồng bảng tệ, tức là một đồng local currency sẽ bằng x đồng ngoại tệ, hay còn là x đồng, x foreign currency. Theo phương pháp này ta sẽ nhận thấy là gì? Đồng nội tệ là đồng tiền được yết giá và đồng tiền là, hay còn gọi là đồng tiền cơ bản, đồng tiền hàng hóa. Còn đồng tiền ngoại tệ sẽ là đồng tiền định giá, là đồng tiền đối ứng, đối khoản của đồng tiền yết giá. Ví dụ một số quốc gia sẽ sử dụng cái phương pháp này, thường là những quốc gia mà có đồng tiền mạnh ha. Ví dụ ở Mỹ người ta sẽ niêm yết là gì? Tại Mỹ người ta sẽ niêm yết người ta sẽ niêm yết 1,3124 HCD, hay là yết như thế này. Như vậy, chúng ta sẽ thấy là nếu như Singapore niêm yết như thế này, thì đối với quốc gia Singapore, đây là cách yết giá trực tiếp. Nhưng đối cũng là một cái cặp đồng tiền này. Cũng là một cái cặp đồng tiền đô la Mỹ, đô la Sing này mày. Nhưng mà tại Mỹ người ta niêm yết thì người ta gọi là yết giá gián tiếp. Bây giờ cứ trực tiếp hay gián tiếp gì cứ nhớ cho cô, đồng tiền đứng trước là đồng tiền yết giá và đồng tiền đứng sau là đồng tiền định giá ha. Rồi, ký hiệu tiền tệ của một số quốc gia. Và một cái khái niệm nữa là khái niệm về đối khoản. Ta có tỷ giá euro và Việt Nam đồng là 28.100, hay là 1 euro bằng 28.100 Việt Nam đồng. Như vậy đối khoản Việt Nam đồng của 100 euro sẽ là số tiền tương ứng của 100 euro đấy. Số tiền Việt Nam đồng tương ứng của 100 euro đấy là 2.810.000. Ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua về các loại tỷ giá. Thì ở trong cái slide cũ chúng ta sẽ thấy là nó có cái sự thay đổi một chút xíu. Là cái phần mà cái số 1 này các bạn sẽ thấy là nó sẽ không ghi là tỷ giá trung tâm mà nó sẽ ghi là tỷ giá chính thức. Thì đây đều là tỷ giá của ngân hàng nhà nước phát hành. Thì lúc trước là ngân hàng nhà nước sử dụng cái tên gọi là tỷ giá chính thức, và hiện nay là đổi thành cái tỷ giá trung tâm. Thì cách tính nó có hơi thay đổi một chút xíu. Như vậy tỷ giá chính thức là gì? Nó là một cái loại tỷ giá là do ngân hàng trung ương công bố hàng ngày. Và các bạn lưu ý là thường các bạn sẽ thấy là khi mà niêm yết tỷ giá, người ta sẽ có tỷ giá mua và tỷ giá bán. Còn riêng đối với cái tỷ giá chính thức này, nó chỉ là có một tỷ giá duy nhất, gọi là tỷ giá chính thức thôi. Nó không có tỷ giá mua, tỷ giá bán. Nó không sử dụng để mua bán nha.
Và tỷ giá trung tâm này nó dùng để xác định làm cái gì? Làm cơ sở để xác định các loại tỷ giá chéo khác, tức là từ cái tỷ giá trung tâm này để chuyển đổi sang các tỷ giá khác. Tỷ giá trung tâm này làm cơ sở để là xác định các khoản thuế xuất nhập khẩu, hải quan, nói chung là về sổ sách kế toán vân vân. Và cái cơ sở để xác định được cái tỷ giá trung tâm này là từ đâu? Tỷ giá trung tâm là đồng tiền Việt Nam đồng, các bạn lưu ý là tỷ giá của Việt giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng thôi nha, chứ không phải là tỷ giá trung tâm của đô la Mỹ với lại các ngoại tệ khác, mà chỉ duy nhất là Việt Nam đồng thôi. Bởi vì từ cái tỷ giá mà giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng này thì người ta sẽ xác định được, từ cái tỷ giá trung tâm này người ta sẽ xác định được tỷ giá Việt Nam đồng và tỷ giá euro, tỷ giá thí dụ như tỷ giá giữa của đô la Sing Việt Nam đồng vân vân, dựa bằng hình thức là xác định tỷ giá chéo, thì chúng ta sẽ học ở phần sau. Như vậy tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đồng với đô la Mỹ được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân giao quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày hôm trước ha, và diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có liên quan, có quan hệ thương mại, vay trả nợ đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tức là dựa vào rất là nhiều tham chiếu để đưa ra một cái tỷ giá trung tâm. Thì cái tỷ giá trung tâm thường là sẽ công bố hàng ngày và công bố vào đầu ngày. Để làm gì? Dựa vào cái công bố tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước, thì lúc này các ngân hàng thương mại sẽ đưa ra cái tỷ giá mua và tỷ giá bán của mình. Và việc các ngân hàng thương mại đưa ra tỷ giá mua giá bán mình, nó buộc phải xoay quanh cái tỷ giá trung tâm, hay còn gọi là nó phải có cái xoay quanh theo một cái biên độ nhất định. Thì thường các biên độ này tùy từng thời kỳ mà ngân hàng nhà nước sẽ công bố. Ví dụ thời kỳ hiện tại là cái biên độ giữa giá mua và giá bán, tức là giá mua không được thấp hơn 3% và giá bán không được cao quá 3% so với tỷ giá trung tâm. Ví dụ cô đang, các bạn sẽ coi ha, thí dụ như tỷ giá trung tâm, tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước ngày hôm nay đây. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam đồng với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 24 tháng 2 như sau. Như vậy qua ngày hôm sau là ngày 25 tháng 2 sẽ có một cái tỷ giá khác. Nhưng mà thường các bạn sẽ thấy là cái tỷ giá này là 23.243. Và các bạn thấy là các ngân hàng thương mại nó sẽ, đương nhiên là họ sẽ niêm yết tỷ giá mua và tỷ giá bán theo chỉ tiêu làm sao để đạt được lợi nhuận của họ, nhưng mà buộc phải xoay quanh cái tỷ giá này. Và thường các bạn sẽ thấy là tỷ giá trung tâm thường nó xuống không thay đổi quá nhiều đâu, trừ khi có biến động rất lớn, nhưng mà thường là các tỷ giá trung tâm nó sẽ kéo dài ngày hôm nay và ngày hôm sau, nó cũng không quá chênh lệch nhiều, trừ khi có một cái biến động nào nhất định trên thị trường ngoại hối ha. Đấy, các bạn sẽ thấy là ngày hôm nay tỷ giá trung tâm nè, và các bạn sẽ thấy là từ ngày 3 tháng 2 tới ngày 5 tháng 2 tới ngày 7 tháng 2, ngày 10 tháng 2, 12 tháng 2, 14 tháng 2, 17 tháng 2 tới ngày 24 tháng 2, tức là 21 ngày qua, tỷ giá trung tâm đều không thay đổi một cái đường thẳng như thế này. Đấy. Ha. Rồi. Và tỷ giá trung tâm là 23.243, thì tỷ giá của ngân hàng ngoại thương ngày 21 tháng 2 nó sẽ là bao nhiêu ạ? 23.210, 23.250, 23.180. Các bạn coi thử, bạn tính thử đi, tỷ giá trung tâm cộng trừ 3% thì nó này nó nằm trong cái khung này thôi, nó không được thấp hơn hoặc không được cao hơn cái khung này ha. Rồi. Ok. Tiếp theo là tỷ giá thương mại, là tỷ giá mua bán thực tế trên thị trường, có tỷ giá mua, tỷ giá bán nè, là chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán, thì chênh lệch người ta gọi là spread, là cái phần trăm, là tỷ giá bán trừ tỷ giá mua chia cho tỷ giá bán nhân 100%, nhân cho 100 thì ra cái phần trăm.
thì các bạn sẽ thấy là chênh lệch giữa giá mua và giá bán càng lớn, có nghĩa là gì? Cái cơ hội kinh doanh mua bán nó sẽ càng khó ha. Tức là các ngân hàng khi mà cạnh tranh với nhau, người ta buộc phải đưa ra cái spread này, tức là chênh lệch giữa tỷ giá mua và giá bán nó sẽ phải là thấp nhất. Bây giờ các bạn có nhìn đi, ví dụ ở đây là một cái bảng tỷ giá hối đoái của ngân hàng ngoại thương, thì tỷ giá mua và tỷ giá bán các bạn sẽ thấy là 23.210 và 23.350, thì cái chênh lệch của nó là khoảng, tính ra lấy 23.350 trừ cho 23.210 chia cho 23.350, bạn tính thử cho cô cái phần trăm của nó, thì bạn sẽ so sánh với lại lấy một cái đồng khác là đồng Thái Bạc 752.18 trừ 719.17 chia cho 752, thì chắc chắn cái phần trăm chênh lệch giữa giá mua và giá bán của đồng đô la Mỹ sẽ là thấp nhất so với tất cả các loại đồng tiền khác. Lý do là gì ạ? Cái độ cạnh tranh về mua bán của đồng đô la Mỹ là nhiều nhất, và cái số lượng mua bán doanh số rất lớn, cho nên cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán nó sẽ là thấp theo phần trăm. Trong khi các đồng tiền khác, bởi vì nó là khan hiếm trên thị trường, cho nên là cái khoảng cách giữa giá mua và giá bán nó khá là cao ha. Ok. Rồi, tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản, tỷ giá đóng cửa, tỷ giá mở cửa, tỷ giá liên ngân hàng, v.v. Tỷ giá liên ngân hàng là tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng giữa các ngân hàng thương mại người ta mua bán với nhau. Và nếu muốn biết được cái tỷ giá nào nó phản ánh thực tế trên thị trường, là cái biến động về cái nguồn cung cầu trên thị trường, là người ta sẽ nhìn vào cái tỷ giá liên ngân hàng. Bởi vì tỷ giá liên ngân hàng là biến động nhanh nhất so với các loại tỷ giá khác. Thì ở đây có tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản. Bây giờ mình lật lại cái bảng, mình sẽ thấy là cái gì ạ? Ví dụ ở đây đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc. À, giữa đồng bạn sẽ thấy là có gì ạ? Ở đây có ba cái cột. Ba cái cột giá. Bên mua và bên bán. Mua thì có mua tiền mặt, mua chuyển khoản. Nhưng mà bán thì các bạn sẽ thấy là chỉ có bán ở đây thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Bán ở đây bạn phải hiểu là bán chuyển khoản. Ha, mặc dù ở đây không ghi chữ chuyển khoản, nhưng mà phải ngầm hiểu là bán ở đây là bán chuyển khoản. Một số cái ngân hàng khác nó sẽ ghi, nó ở đây cũng không ghi nè. Ví dụ cô ví dụ một ngân hàng khác đây. Eximbank. Tỷ giá ngoại tệ các bạn sẽ thấy nè. Cũng vậy, cũng không ghi, nhưng mà bạn phải hiểu đó là bán ở đây là bán chuyển khoản. Lý do tại sao ạ? Bởi vì theo quy định ngoại hối của Việt Nam thì thường là trừ khi bạn có một cái mục đích rất là đặc biệt dùng tiền mặt. Ví dụ như cá nhân cần đi du lịch nước ngoài, cần cầm tiền để chi tiêu hoặc là mua sắm, thì cái số lượng tiền mặt để bán cho cái cá nhân đó, doanh số trên thị trường rất là ít. Và hầu như các bạn sẽ thấy là đối với các cá nhân mà muốn mua tiền mặt tại các ngân hàng ngoại tệ mặt tại các ngân hàng thực sự là rất là khó khăn. Đầu tiên là theo luật ngoại hối bạn phải chứng minh được là cái mục đích nhu cầu thật sự của bạn, ví dụ bạn đi du lịch. Thì theo luật ngoại hối của Việt Nam, chúng ta sẽ thấy là khi mà qua cửa khẩu Việt Nam thì số lượng ngoại tệ bạn được đem ra khỏi cửa khẩu là 5.000 đô. Thì tương ứng với số lượng mà bạn được sách mua ngân hàng có thể bán cho bạn tối đa là 5.000 đô la Mỹ. Nếu bạn chứng minh bạn đi du lịch bằng hình thức là gì? Bạn phải show cho ngân hàng thấy là bạn có vé máy bay. Bạn có vé máy bay chiều đi chiều về. Bạn phải show cho ngân hàng thấy là bạn có passport và có visa đối với những nước yêu cầu có visa để chứng minh là sắp tới bạn đi du lịch. Thì về mặt luật thì ngân hàng sẽ bán cho bạn tối đa 5.000 đô la Mỹ hoặc là ngoại tệ khác tương đương với lại 5.000 đô la Mỹ. Nhưng về thực tế thì các bạn sẽ thấy là ít có ai mà
mà mua được ngoại tệ của ngân hàng sẽ tìm mọi cách để từ chối. Đặc biệt một đối với những ngân hàng nhỏ thì họ gần như là họ sẽ trả lời là gì, là hiện nay họ không có ngoại tệ tiền mặt tại quầy cho nên họ từ chối bán ha. May ra các bạn có thể đi qua Vietcombank, một số cái chi nhánh lớn thì họ có thể bán cho bạn. Chính vì vậy cái số vì số lượng cái doanh số bán tiền mặt rất là thấp, cho nên là họ hầu như là đối với các ngân hàng họ sẽ không niêm yết cái cột này. Mà còn cái nhu cầu mua ngoại tệ, ngoài cái nhu cầu du lịch ra, cần tiền mặt mua sắm chi tiêu ra, thì phần còn lại đa số là gì? Các doanh nghiệp. Thì buộc các doanh nghiệp phải mua chuyển khoản, bán chuyển khoản với ngân hàng chứ không được phép mua bán tiền mặt. Đúng không ạ? Rồi thí dụ như là mình chuyển tiền ra nước ngoài, mình cần thanh toán học phí thì mình cũng không thể là mua tiền mặt để xách tiền qua bên đó đóng học phí, mà người ta sẽ bán tiền theo hình thức là bán chuyển khoản cho mình, xong rồi chuyển cái tiền đó qua cho nó đối tác cái trường học bên kia dựa trên cái thông báo phí từ trường học bên kia qua. Cho nên là hầu như tất cả các giao dịch ngoại hối hiện nay là đều phải thông qua cái tài khoản hết. Cho nên là bán ở đây bạn phải hiểu là bán đây là bán chuyển khoản nhá. Có mua chuyển khoản, có bán chuyển khoản, rồi có mua tiền mặt. Tôi mua tiền mặt thì nên thấy khá nhiều, ví dụ như là chúng ta có ngoại tệ, chúng ta tới ngân hàng chúng ta bán cho ngân hàng, điều này là rất là bình thường ha. Thì thường cái mua tiền mặt nó sẽ thấp hơn mua chuyển khoản, giá nó sẽ thấp hơn bởi vì nó sẽ phát sinh những cái chi phí là chi phí kiểm đếm, chi phí là kiểm tra tiền thật tiền giả vân vân, chi phí gọi là giữ lại quầy, tức là phải lưu lại kho quỹ vân vân, trong khi tiền chuyển khoản thì họ không có bị mất những chi phí đó, cho nên thường là giá mua tiền mặt nó sẽ thấp hơn giá mua chuyển khoản ha. Đấy. Rồi chúng ta đi tới phần tiếp theo là phương pháp xác định tỷ giá chéo. Phương pháp xác định tỷ giá chéo. Tỷ giá chéo là tỷ giá hai đồng tiền được tính toán thông qua đồng tiền thứ ba. Đồng tiền thứ ba này thường là đồng đô la Mỹ. Cách xác định tỷ giá chéo phụ thuộc vào cách niêm yết giá trực tiếp hay gián tiếp. À, lúc này mình nhắc tới cho nên mình phải nhớ cái trực tiếp và gián tiếp thôi. Bây giờ không nhớ trực tiếp gián tiếp, chỉ nhớ đồng tiền đứng trước là đồng tiền ít giá và đồng tiền đứng sau là đồng tiền định giá giúp cho cô ha. Bây giờ nói tới cái tỷ giá chéo. Tức là gì? Các bạn biết là trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thì có rất nhiều đồng tiền được tiến hành mua bán. Nếu ngân hàng công bố tỷ giá của tất cả các loại đồng tiền đó thì có rất là nhiều cặp tỷ giá khác nhau phải được niêm yết, đúng không ạ? Và điều này các bạn biết là cái bảng điện thì nó sẽ có giới hạn, cho nên sẽ gây tốn kém thông tin không cần thiết. Thì nhưng làm sao để cho khách hàng có thể biết được tỷ giá của các đồng tiền mà không cần phải công bố đầy đủ các loại tỷ giá? Thì trong những trường hợp như vậy, ngân hàng chỉ cần công bố tỷ giá của một số đồng tiền chủ yếu, tức là đồng tiền thường thường xuyên được sử dụng, còn tỷ giá giữa các đồng tiền khác còn lại thì sử dụng phương pháp tính giá chéo để xác định. Ví dụ ngân hàng A nó họ kinh doanh 6 loại ngoại tệ, ví dụ như đô la Mỹ nè, euro nè, bảng Anh nè, đô la Hồng Kông nè, franc Pháp nè, yên Nhật. Nếu ngân hàng công bố tất cả 6 loại ngoại tệ này thì có phải là tổng cộng chúng ta sẽ có theo cái phương thức là gì? Từng cặp từng cặp từng cặp thì có tới 15 cặp tỷ giá khác nhau phải niêm yết, nhưng ngân hàng sẽ không làm như vậy và ngân hàng chỉ công bố 5 cái cặp tỷ giá niêm yết thôi, còn 10 cái cặp tỷ giá còn lại người ta sẽ tự xác định được theo hình thức là xác định tỷ giá chéo. Kỹ giá được xác định bằng kỹ thuật tính chéo. Bây giờ cách tính như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là gì? Có các phương pháp để tính tỷ giá chéo dựa trên ba trường hợp khác nhau. Thứ nhất là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá, thứ hai là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền ít giá, thứ ba là xác định tỷ giá chéo của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau. Bây giờ để cụ thể cho các bạn hiểu thì chúng ta sẽ đào vào ví dụ từng cái. Đầu tiên là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta sẽ có một cái ví dụ là đồng đô la Mỹ Việt Nam đồng và đô la Mỹ Yên Nhật
giữa hai cái cặp đồng tiền này nó sẽ có một cái, đều có một cái điểm chung là gì? Đều có đồng đô la Mỹ. Thì bây giờ phần còn lại là phải xác định tỷ giá của đồng Yên Nhật và Việt Nam đồng. Bây giờ nhìn trong cái cặp đầu tiên thì Việt Nam đồng ở trong cặp đầu tiên nó là đồng tiền gì? Có phải là đồng tiền định giá không? Nó đứng sau mà, đúng không ạ? Và trong cặp thứ hai nó cũng là đồng tiền định giá, đồng Yên Nhật nó cũng là đồng tiền định giá. Như vậy trường hợp này là chúng ta xác định tỷ giá giữa đồng Yên Nhật và đồng Việt Nam đồng thì là hai cái đồng tiền này đều là đồng tiền định giá ở hai cặp đồng tiền này. Đã cho? Được chưa? Như vậy trường hợp đầu tiên là xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá. Như vậy quy tắc là gì? Muốn xác định tỷ giá chéo của hai đồng tiền định giá, ta lấy tỷ giá có đồng tiền định giá mới chia cho tỷ giá có đồng tiền ít giá mới. Như vậy, cái cặp này là cặp mới nè, chúng ta phải xác định nè. Như vậy sẽ có Việt Nam đồng là đồng tiền định giá, đúng không ạ? Và Yên Nhật là đồng tiền ít giá. Như vậy tỷ giá chéo chúng ta sẽ có theo quy tắc trên như sau. Tỷ giá giữa Yên Nhật Việt Nam đồng sẽ bằng đô la Mỹ Việt Nam đồng chia cho đô la Mỹ Yên Nhật. Tức là lấy đô la Mỹ Việt Nam đồng chia cho đô la Mỹ Yên Nhật. Được chưa? Nhưng mà đối với cái quy tắc này chúng ta chỉ xác định được công thức như thế này thôi. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái gì? Ở đây, đô la Mỹ Việt Nam đồng nó sẽ có tỷ giá mua và tỷ giá bán. Câu chuyện sẽ là phức tạp. Nếu nó chỉ có một tỷ giá duy nhất, 15,458 thôi, nó không có chia ra thành tỷ giá mua giá bán, thì chúng ta sẽ tính ra được cái này. Nhưng mà hiện nay nó sẽ có tỷ giá mua và tỷ giá bán. Đầu tiên trước khi để mà đi tiếp cái phần sau là cụ thể ta lấy tỷ giá nào, thì đầu tiên là các bạn phải đọc được cái tỷ giá mua và tỷ giá bán. Ở đây bình thường khi mà niêm yết rộng ra, người ta sẽ niêm yết như thế này. Đối với phổ thông người ta sẽ niêm yết như thế này: đô la Mỹ Việt Nam đồng sẽ bằng 15,458 gạch một cái 15,495. Đọc sao ạ? Có nghĩa là hai cái này là hai cái số đuôi. 15,458, 15,495. Nhưng mà người ta không ghi hết theo quy tắc niêm yết giá quốc tế, bởi vì cái bảng điện nó có giới hạn, cho nên người ta chỉ niêm yết hai cái số đuôi như thế này thôi. 15,458 và 15,495. Ha, tương tự ở đây. Đô la Mỹ, Yên Nhật, người ta niêm yết là gì? Giá mua là 119,01. Như vậy giá bán là bao nhiêu ạ? 119,78. Được chưa? Đầu tiên là phải xác định được, đọc được cái bảng, đọc được cái cặp tỷ giá này đã, tỷ giá mua và tỷ giá bán. Như vậy bây giờ trong cái chọn cái tỷ giá mua hay tỷ giá bán nào để thế vô đây, thì chúng ta sẽ đi qua quy tắc tiếp theo. Là quy tắc gì? Muốn xác định tỷ giá mua của hai đồng tiền định giá, nó cũng nằm trong trường hợp một là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá ha, là cái cặp hồi nãy. Muốn xác định tỷ giá mua của hai đồng tiền định giá, ta vận dụng quy tắc 1 là quy tắc vừa rồi, có được cái công thức rồi. Và bằng cách xác định tỷ giá mua chia cho tỷ giá bán, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế nào? Lúc này chúng ta sẽ có cặp đồng tiền hồi nãy rồi, đúng không? Như vậy tỷ giá Yên Nhật Việt Nam đồng sẽ lấy tỷ giá mua của cặp đầu tiên là 15,458 chia cho tỷ giá bán của cặp thứ hai 119,78. Được chưa? Là chúng ta sẽ thế vào, chúng ta sẽ tính ra được là tỷ giá mua. Ngược lại, tỷ giá bán thì sao? Quy tắc 3: muốn xác định tỷ giá bán của hai đồng tiền định giá, ta vận dụng quy tắc 1 và bằng cách lấy tỷ giá bán chia cho tỷ giá mua. Thì lúc này tỷ giá bán trong cặp đầu tiên là gì?
phải 15495 không? Chia cho tỷ giá gì? Tỷ giá mua 119,01. 119,01. Ha. Như vậy chúng ta sẽ xác định được tỷ giá mua và tỷ giá bán rồi nè. Trường hợp 1 là trường hợp tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá. Như vậy nhắc lại, quy tắc đầu tiên là gì? Trường hợp tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá thì ta lấy định giá mới chia cho yết giá mới. Như vậy định giá sẽ bằng định giá chia cho yết giá. Được chưa? Nói cho cô, quy tắc thứ hai là gì? Mua sẽ bằng mua chia cho bán. Và quy tắc 3 là gì? Bán sẽ bằng bán chia cho mua. Nhớ chưa? Định thì bằng định chia ít. Là quy tắc 1. Quy tắc 2 là gì? Mua bằng mua chia bán. Và quy tắc 3 là bán bằng bán chia mua. À, rất là đơn giản ha, mình cứ nhớ như thế. Rồi trường hợp tiếp theo là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá. Tức là gì? Các bạn sẽ thấy là đối với cái cặp, ta có hai cái cặp đồng tiền này. Bây giờ muốn xác định nó có đồng tiền chung là đồng tiền Singapore, thì bây giờ còn lại là muốn xác định đồng euro và đồng đô la Mỹ. Thì các bạn sẽ thấy đồng euro nó là đồng tiền yết giá, đúng không? Trong cặp này đồng đô la Mỹ nó cũng là đồng tiền yết giá, như vậy nó nằm trong cái trường hợp là tỷ giá chéo của hai đồng tiền yết giá này. Thì lúc này ta sẽ làm cái quy tắc như thế nào? Muốn xác định tỷ giá chéo của hai đồng tiền yết giá, ta lấy tỷ giá đồng tiền yết giá mới chia cho đồng tiền định giá mới. Như vậy ta thấy là gì? Đô la Mỹ euro là hai đồng tiền yết giá, cần xác định tỷ giá đô la Mỹ euro và đô la Mỹ. Lúc này euro sẽ là đồng tiền yết giá mới, đúng không? Và đô la Mỹ sẽ là đồng tiền định giá mới. Như vậy ta ra công thức như thế này. Đó là quy tắc thứ tư. Như vậy tương tự ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với quy tắc tư, chúng ta chỉ xác định được một cái công thức như thế này, nhưng mà chưa lựa chọn được chọn giá mua hay giá bán để thế vào cái công thức này. Thì quy tắc thứ năm là gì? Muốn xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán của hai đồng tiền yết giá, ta vận dụng quy tắc 4 và xử lý tương tự quy tắc 2 và quy tắc 3 đối với việc chọn tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Ha. Như vậy ta có cái công thức như thế này. Các bạn tính ra cho cô. Ha. Cũng là mua bằng mua chia bán và bán bằng bán chia mua. Như vậy ta có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá. Trường hợp thứ hai là trường hợp tỷ giá chéo của hai đồng tiền yết giá. Ha. Và muốn xác định tỷ giá mua ta lấy mua chia bán. Muốn xác định tỷ giá bán ta lấy bán chia mua. Cứ nhớ cho cô như thế. Rồi, bây giờ các bạn nhớ trường hợp 3 là gì không? Mà nếu là tỷ giá chéo của hai đồng tiền định giá, tỷ giá chéo của hai đồng tiền yết giá rồi, vậy trường hợp thứ 3 sẽ là tỷ giá chéo của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau. Tức là một cái thì ở vị trí định giá và một cái ở vị trí yết giá. Thì cái trường hợp này là trường hợp cực kỳ đơn giản. Là gì? Muốn xác định tỷ giá chéo của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau và các vị trí đó không đổi trong tỷ giá chéo, ta lấy tỷ giá đã công bố nhân lại với nhau. Ví dụ ở đây ạ. Đây. Đây. Đúng không ạ? Như vậy, bảng Anh, muốn xác định bảng Anh Việt Nam đồng thì bảng Anh nó ở vị trí yết giá, Việt Nam đồng nó ở vị trí định giá, thì ta lấy hai cái cặp này nhân lại với nhau. Ok, bây giờ câu hỏi đặt ra giống như là trường hợp 1 và trường hợp 2 là gì? Chọn cái tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Thì trường hợp này là đặc biệt hơn. Ta không vận dụng quy tắc 2 và quy tắc 3 mà ta sẽ quy tắc 7. Là gì? Muốn xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau, ta vận dụng quy tắc 6 và bằng cách lấy tỷ giá mua nhân với tỷ giá mua để có tỷ giá mua và tỷ giá bán nhân với tỷ giá bán để có tỷ giá bán. Và đây là cái ví dụ minh họa. Được chưa ạ? Trường hợp này cực kỳ đơn giản luôn. Ha. Như vậy nhớ lại cho cô, quy tắc 1 đầu tiên là gì?
ở hai đồng tiền ở hai vị trí định giá thì bằng định giá chi yết giá. Quy tắc thứ hai là mua bằng mua chia bán. Quy tắc thứ ba là bán bằng bán chi mua. Quy tắc thứ tư là hai vị trí yết giá thì yết giá bằng yết giá chi định giá. Quy tắc năm là vận dụng quy tắc tư, áp dụng quy tắc số 4 và vận dụng cái quy tắc số 2, số 3. Đúng không ạ? Trường hợp số 6 là xác định cái quy tắc thứ 6 là áp dụng cho cái trường hợp 3 là xác định tỷ giá chéo của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau thì ta nhân hai cái tỷ giá đó lại với nhau. Nhưng mà không giống như quy tắc 2 thứ 3 thì cái xác định tỷ giá mua theo bán bằng cách nào ạ? Mua bằng mua, nhân mua và bán bằng bán nhân bán. Được chưa ạ? Ha. Mua bằng mua, nhân mua nè. Và bán nè thì bằng bán nhân bán. Được chưa? Thì đó là bảy quy tắc chính. Và cái quy tắc tiếp theo là xác định tỷ giá đối ứng. Tỷ giá đối ứng hay còn gọi là tỷ giá nghịch đảo khi mà đồng tiền yết giá trở thành đồng tiền định giá và ngược lại. Ví dụ đô la Mỹ chuyển sang giờ người ta chỉ cần nghịch đảo lại thôi, áp dụng quy tắc số 8 ha. Muốn xác định tỷ giá đối ứng ta chỉ cần lấy nghịch đảo tỷ giá đã cho, được chưa? Nhưng mà nghịch đảo là nghịch đảo như thế nào? Lưu ý nha. Giá mua thì là nghịch đảo bán, và bán thì là nghịch đảo mua. Được chưa ạ? Là quy tắc số 9. Rồi, cái phần này mình có bài tập về nhà làm. Các bạn làm giùm cô. Và cái phần biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái thì cô sẽ nói nhanh. Các bạn sẽ nghiên cứu thêm các mà biện pháp điều chỉnh thực tế trên thị trường. Ví dụ về cái biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái thì thường là người ta sử dụng ba cái biện pháp chính. Thứ nhất là phá giá và nâng giá ngoại tệ, nâng giá tiền tệ, phá giá và nâng giá tiền tệ đồng nội tệ ha. Cái thứ hai là điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu, và cái thứ ba là can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ. Đối với phá giá tiền tệ tức là gì ạ? À? Là hạ thấp đồng tiền trong nước xuống. Thì các bạn nghiên cứu cái phần này cho cô. Coi thử là những cái trường hợp ví dụ minh họa về phá giá tiền tệ rồi nâng giá tiền tệ vân vân ha. Rồi cái điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu là gì, các bạn tìm hiểu thêm cho cô. Và cái cuối cùng là can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ là gì ha, là cái hình thức mà ngân hàng trung ương dùng cái quỹ dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá hối đoái ha. Rồi thì đó là toàn bộ cái chương 2. Các bạn về làm cho cô cái bài tập nha. Những cái phần bài tập này nó đều có trong cái phần thi giữa kỳ của các bạn hết. Rồi hy vọng là các bạn sẽ làm tốt cái phần bài tập này. Rồi cảm ơn các bạn.